Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Dù ít tham gia game show, nhưng ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm bất ngờ xuất hiện tại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và tiết lộ bản thân là một người ăn chay trường. Xuất hiện trong tập 44 chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, mùa 4 là cô gái xinh xắn, ngọt ngào Thái Tuyết Châm gây được nhiều tiếng vang với công việc cover các ca khúc nổi tiếng như Độ Ta Không Độ Nàng, Anh Cứ Đi Đi, Chưa Bao Giờ Rời Xa, Nắng Ấm Xa Dần. Đặc biệt chương trình tuần này có sự xuất hiện của hai anh chàng đầu bếp chay là Tấn Tài và Hoàng Sang. Ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Thái Tuyết Châm chính là khách mời tham gia tập 44 chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Cô nàng Thái Tuyết Châm bộc bạch nỗi lo của mình với MC Hoàng Rapper. Mới đầu Châm được anh Hoàng mời về để tham gia chương trình. Nghe xong Châm sợ lắm, vì mình ăn chay trường mà, nên sợ phải ăn món mặn. Sau khi biết chương trình sẽ chỉ nấu món chay thôi nên Châm nhận lời ngay. Thậm chí từ sáng giờ Châm nhịn đói, để bụng, để đợi lên chương trình ăn các món của mình thôi đó. Ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Cô nàng gây bất ngờ khi chia sẻ rằng mình vốn là người ăn chay trường. Đến với chương trình, Tấn Tài chia sẻ mình rất thích Thái Tuyết Châm bởi giọng hát rất hay và đặc biệt ngưỡng mộ cô vì cũng là một người ăn chay trường. Chia sẻ cùng với chương trình, Tấn Tài cho biết anh cũng là người ăn chay trường được 10 năm, ngạc nhiên trước chàng trai trẻ tuổi nhưng đã có thâm niên ăn chay trường. Thái Tuyết Châm thốt lên, trời ơi giỏi quá, chưa hết bất ngờ, Thái Tuyết Châm còn biết thêm anh chàng đầu bếp Hoàng Sang người đối đầu với Tấn Tài, cũng là người ăn chay trường giống mình được 3 năm. Bật mí khẩu vị của mình cho hai người chơi, Thái Tuyết Châm chia sẻ, thích ăn những món nước và thường xuyên ăn trái cây, cô không thích món quá mặn, nhưng cần có chút vị ngọt và cay. Cô chia sẻ thêm, trung bình một ngày có thể uống đến 3-4 lít nước. Ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Hai chàng đầu bếp sẽ đối đầu để nấu ăn cho Thái Tuyết Châm. Hiểu được khẩu vị của Thái Tuyết Châm, hai chàng trai đã bắt tay vào màn chỗ tài nấu nướng với hai nguyên liệu là đậu hũ non và rau củ ngũ sắc. Với dĩa rau củ có được, Hoàng Sang hoàn thành món cơm chiên ngũ sắc rất đẹp mắt. Thái Tuyết Châm nhận xét khá ngắn gọn, cơm rất ngon và giòn, cảm giác rất đặc biệt. Riêng Hoàng Rapper vừa ăn ké, vừa trầm ngâm lại vừa không tiếc lời khen ngợi. Hay nha, cơm giòn nhai rột rột luôn nè, đậu được nấu chín vừa, hạt sen nấu không bị sượng, độ mềm và dẻo vẫn tương đương nhau. Xuất sắc, ngon quá, ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Hoàng Sang với món cơm chiên ngũ sắc, nhận được nguyên liệu là đậu hũ non. Chàng sinh viên Tấn Tài đã xuất sắc hoàn thành món lẩu thái chay hấp dẫn, khiến Thái Tuyết Châm cùng thánh ăn ké Hoàng Rapper cũng phải trầm trồ. Thái Tuyết Châm nhận xét, đứng gần thôi đã cảm nhận được sự nồng nàn, chút xíu the the, chua chua của lẩu thái rồi, nấm được nấu rất mềm, không bị dai, giỏi quá, nấu được một món có tất cả các vị vừa phải như thế này là rất giỏi. Sau vài giây suy nghĩ, Thái Tuyết Châm quyết định chọn món chiến thắng là lẩu thái chay do đầu bếp Tấn Tài thực hiện. Qua đó nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng từ chương trình. Ngọc nữ cover Thái Tuyết Châm tiết lộ đã ăn chay trường 3 năm qua. Tấn Tài với món lẩu thái chay. NT, theo thế giới trẻ. Theo IE Oan. Ha ha ha,